Sự ra đi của nam chính Chadwick Boseman trong phim Black Panther đã để lại mất mát lớn trong lòng đạo diễn và những diễn viên, khiến phần 2 của Bom Tấn suýt bị hủy bỏ. Bởi đây được coi là một trong những bộ phim tiêu biểu cho sự nghiệp của Chadwick. Sau khi Chadwick Boseman qua đời vào năm 2020, Marvel Studios đã không tuyển chọn diễn viên thay anh vào vai vua T'Challa, chiến binh báo đen Black Panther, mà chỉnh sửa kịch bản cho nhân vật hy sinh trong phim. Những hình ảnh đầu tiên của phim đều gợi lên cảm giác hoài niệm, tôn vinh cả nhân vật và diễn viên. Nữ diễn viên Lupita Nyong'o cho biết, cô sợ hãi khi bắt đầu quay phim Black Panther phần 2 bởi cô không thể tưởng tượng bộ phim sẽ được thực hiện thế nào khi vắng bóng Chadwick Boseman trong hình ảnh vua T'Challa. Đạo diễn biên kịch Ryan Coogler cũng thừa nhận anh từng nghĩ đến việc bỏ dở dự án sau cái chết của diễn viên chính. Năm 2018, Black Panther trở thành một trong những phim riêng thành công nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel, thu về 1,3 tỷ đô la Mỹ doanh thu cùng 3 tượng vàng Oscar. Loretta Lynn, một trong những ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc đồng quê nước Mỹ, đã qua đời ngày 4 tháng 10, hưởng thọ 90 tuổi. Theo thông cáo từ phía gia đình Loretta Lynn, nữ ca sĩ đã qua đời một cách bình yên trong giấc ngủ tại trang trại của bà ở Hurricane Mills. Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp người hâm mộ đã tưởng niệm nữ ca sĩ, nhạc sĩ trên mạng xã hội. Và những năm 1960-1970, nhạc đồng quê Mỹ là thế giới của các nam ca sĩ. Loretta Lynn là tên tuổi nữ hiếm hoi dám vượt qua định kiến và đủ tài năng để tự viết các ca khúc cho riêng mình. Bà có đến 60 album phòng thu trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1960 đến nay. Loretta Lynn đã nhận được nhiều giải thưởng của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê và Học viện Âm nhạc Đồng quê. Bà đã được đề cử 18 lần cho giải Grammy và 3 lần chiến thắng. Bà ngừng lưu diễn năm 2017 do đột quỵ và bị gãy xương hông. Tuy vậy, bà vẫn cống hiến hết mình cho âm nhạc và vẫn ra album phòng thu Still Woman Enough vào năm 2021. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đã xảy ra bất đồng ý kiến với đội ngũ sản xuất liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung phim tài liệu về việc cặp đôi thoát ly khỏi Hoàng gia Anh. Trước đó, Harry và Meghan đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá 100 triệu đô la Mỹ để phát hành một bộ phim tài liệu. Cặp đôi và ekip sản xuất bộ phim đã tiến hành quay bộ phim trong hơn một năm nay. Phim dự kiến phát sóng vào tháng 12 sau khi phần 5 của series truyền hình về Hoàng gia Anh The Crown, Hoàng quyền chiếu ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, sau đó Harry và Meghan muốn chỉnh sửa nội dung phim theo hướng giảm nhẹ những gì họ đã nói về Hoàng gia Anh. Quyết định này có thể khiến dự án bị trì hoãn ngày ra mắt đến cuối năm 2023. Tin mừng cho đội ngũ sản xuất phim là Netflix đứng về phía họ trong việc giữ nguyên vẹn nội dung và phát hành phim đúng kế hoạch. Harry và Meghan rất tâm huyết với dự án này. Trong cuộc phỏng vấn với The Cut vào tháng 8, Meghan mô tả bộ phim tài liệu là phần cuộc đời không thể chia sẻ của cô và hoàng tử Harry. Nữ ca sĩ Seulgi đã thể hiện sự linh động trong giọng hát khi xử lý mượt mà từ các nốt trầm đến nốt cao, giúp nữ thần tượng phô diễn kỹ năng vũ đạo xứng tầm vũ công chính của Red Velvet trong MV mới 28 Reasons. Đánh dấu bước chân đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc solo, Seulgi đã phát hành mini album 28 Reasons cùng MV cho ca khúc chủ đề cùng tên. Sau Wendy và Joy, Seulgi là thành viên thứ ba của nhóm nhạc Red Velvet chính thức ra mắt solo. Chất bí ẩn ma mị là không khí bao trùm MV lẫn cả album. Các khúc 28 Reasons thuộc thể loại pop dance, các âm trầm kết hợp với tiếng huýt sáo ở phần điệp khúc làm tăng độ ma mị cho bài hát. MV của ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, Seulgi xuất hiện với tạo hình đa dạng, hóa thân vào những hình tượng thiện ác theo đúng thông điệp của MV. Phần vũ đạo của 28 Reasons cũng được dựng công phu với nhiều động tác tay lạ mắt để phô diễn thế mạnh nhảy của Seulgi.